Chương trình tiếp tục với những thông tin về thời tiết. Thời điểm này, đồng bằng sông Cửu Long đang có mưa nhiều. Mưa xuống cung cấp nước cho sản xuất, nhưng cũng có những vấn đề cần lưu ý, phải không chị Hằng My? Dạ vâng, xin chào trường quay VTV Cần Thơ và quý vị khán giả thân mến. Mưa nhiều, ẩm cao cũng là lúc đàn vật nuôi rất dễ mắc bệnh đấy ạ. Theo Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp thì trong tháng 9 vừa qua có 10 hộ nuôi bò ở xã Tân Công Chí với tổng đàn hơn 140 con đã xuất hiện triệu chứng của bệnh lở mồm long móng. Trong đó có 14 con đã chết. Thời tiết thay đổi đột ngột, nắng, mưa ẩm kéo dài nên độ ẩm trong không khí cao là điều kiện thuận lợi để các loại mầm bệnh này có thể lây lan. Thời tiết ở tại Đồng Tháp 7 ngày tới thì tiếp tục duy trì trạng thái là trời từ sáng đến trưa có nắng với nhiệt độ khá nóng ở mức là 32 cho đến 34 độ. Về chiều tối thì sẽ chuyển mưa nhiều, có lúc mưa to. Độ ẩm trong không khí thì luôn trên 64%. Đây là điều kiện thuận lợi cho bệnh lở mồm long móng có thể lây lan. Cục Thú y hướng dẫn bà con nên bổ sung thêm cỏ non vào ban đêm, bổ sung thêm các loại vitamin, khoáng chất và thức ăn để cho vật nuôi gia tăng sức đề kháng và đối phó được với dịch bệnh. Còn đối với những con bò đang mắc bệnh, phải nuôi nhốt tại chỗ để theo dõi, nên cho thức ăn mềm, dễ tiêu và sát trùng các vết thương. Đối với bê con đang bú mẹ thì cần tăng cường cho uống thêm sữa ngoài hoặc là vắt sữa mẹ để cho uống. Nên hạn chế thả rông gia súc vào thời điểm trưa đang nắng nóng. Với những nơi khác của đồng bằng sông Cửu Long thì cũng cần phòng bệnh lở mồm long móng cho vật nuôi vì trong 10 ngày tới sẽ tiếp tục có mưa về chiều tối, có lúc mưa vừa mưa to. Trước khi có mưa thì trời vẫn nắng với mức nhiệt cao nhất 30 đến 33 độ, tối và đêm 23 cho đến 27 độ.